Trong hai ngày 24 và 25 tháng 7, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Canada đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Toronto về nước. Những công dân này đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Đây là chuyến bay thứ tư của chính phủ tổ chức đưa công dân từ Canada về nước kể từ tháng 4 năm 2020. Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa đã cử cán bộ tới sân bay ở Toronto để trực tiếp hỗ trợ công dân trong quá trình làm thủ tục lên máy bay. Tất cả hành khách cũng đã được cách ly và kiểm tra y tế theo quy định khi máy bay hạ cánh xuống sân bay tại Việt Nam.